mọi người, tất cả những sản phẩm mà Như đã để trên bàn đây là một trong những liệu trình mà đã giúp rất là nhiều cô gái hết thâm, hết nám, hết bụng, hết tàn nhang. Và nếu như mà Như nói như vậy thì các bạn sẽ rất là nghi ngờ là bà nói như vậy mà thật sự có chất lượng hay không. Đúng, câu đó các bạn nên hỏi và nên nghi vấn khi các bạn mua sản phẩm nha. Và khi mà mua sản phẩm nhà Như á, thì Như sẽ yêu cầu đặc biệt đối với da mặt thì các bạn phải chụp làn da của các bạn ngay trong inbox. Để cho làm gì? Không phải để coi da tư vấn lâu dài đâu, không có. Ví dụ như các bạn chụp qua tình trạng của các bạn đang bị thâm, bị nám thì bên Như sẽ gửi ngay hình ảnh của khách cũng bị thâm, cũng bị nám, giống hệt cái tình trạng của bạn. Để làm cái gì? Để bạn thấy rằng là khách của Như cũng có tình trạng giống bạn và khách của Như đã đẹp. Thì việc gì các bạn không đẹp à? Đúng không ạ? Cùng một tình trạng như nhau, người khác đã cải thiện thì chắc chắn các bạn cũng sẽ cải thiện được như vậy. Face serum chống nắng ban ngày kết hợp với cao nghệ ban đêm. Tại sao Như không dùng kem ban đêm mà Như lại dùng cao nghệ? Tại vì khi mà Như test cái sản phẩm này á, thứ nhất là da dị ứng sẽ phục hồi ngay từ 1 đến 2 ngày. Và da mẫn cảm như thế nào cũng dùng được. Và da chưa dậy thì dùng được cái cao nghệ này luôn nha. Nó đẩy mụn nè, nó làm mờ thâm mờ sẹo được. Cho nên việc mà các bạn bị những cái khuyết điểm là chuyện bình thường. Và nó làm mờ vết rạn da sâu sinh cực kỳ tốt luôn. Và cao nghệ này có thành phần vitamin và sữa ong chúa nữa. Cho nên khi các bạn mua, Như sẽ bán trọn bộ liệu trình, Như không bán lẻ nha các bạn nha. Để đạt được cái hiệu quả tối đa. Và các bạn còn chần chờ gì nữa? Như biết khi các bạn xem video này, các bạn đã có nhiều hành trình để tìm lại làn da đẹp của mình nhưng không được rồi, đúng không? Yên tâm, để Nguyễn Huỳnh Như giúp cho các bạn nha. Ok.